Tập 15. Khi tôi nhìn thấy Diêu Thục Quyên, tôi nghĩ e là cô ấy không bao giờ hiểu. Cái gọi là tình yêu của cô ấy sẽ biến thành bi kịch của cuộc đời mình. Nó đã lấy đi mạng sống của người cô ấy yêu nhất. Xin chào, chủ nhiệm Lưu. Thư ký Trần. Lão Lưu, anh làm việc này giúp tôi. Được. Quách Lệ, cô lại đây. Dạ. Giám đốc Bạch, anh tìm tôi có việc gì vậy? Tiểu Quách à, cô dịch cái này cho tôi. Văn phòng công ty NC Mỹ, chi nhánh Bắc Kinh. Đây không phải là chuyện chúng ta bàn hợp đồng với họ sao? Họ mời lãnh đạo của chúng ta đến Bắc Kinh để bàn chi tiết về hợp đồng lần trước. Chuyện này à? Nhất Sơn à, tôi đã sắp xếp xong rồi. Chiều nay tôi sẽ kêu người đến trường ngoại ngữ tìm người phiên dịch cho anh. Thư ký Trần, không cần đâu, tôi biết dịch mà. Chúng ta đừng làm phiền người khác, cô cứ để Tiểu Quách dịch đi. Được thôi, cô làm đi. Giám đốc Bạch, cô cứ dịch đi. Giám đốc Bạch, cậu nhìn thấy rồi chứ? Cậu và tôi đều rất khó xử. Chúng ta kệ họ đi. Lão Lưu, năm nay công ty có đi công tác nước ngoài không? Có chứ. Nhưng không phải sắp tới. Cuối năm sẽ đi Mỹ. Công ty sẽ cử hai nhân viên cấp cao, một người biên phiên dịch, một người của bộ phận kỹ thuật. Lão Lưu, anh cũng dành chỗ cho tôi đi. Văn phòng của chúng ta không có chỗ. Chủ nhiệm Lưu, chủ nhiệm Lưu ơi, giám đốc Nghiêm vừa sắp xếp giám đốc Bạch, anh và thư ký Trần đến Bắc Kinh. Phải đi ngay à? Được thôi, thư ký Trần, cô mau thu dọn đồ đạc đi. Đi Bắc Kinh à? Tôi không đi đâu. Tôi đã đến Bắc Kinh bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, sức khỏe của tôi cũng không tốt lắm. Gần đây khí hậu Bắc Kinh lại khô ráo, nước cũng không ngon. Anh gọi người khác đi đi. Thư ký Trần, đây là sự sắp xếp của giám đốc Nghiêm. Cô vẫn nên đi đi. Tôi không đi. Anh kêu người khác đi. Tiểu Quách, cô đi. Tôi đi sao? Chính là cô đó. Cô mau thu dọn đồ đạc đi. Lão Lưu, các người làm việc của mình đi. Chiều nay tôi có việc riêng, tôi không đến công ty nữa. Thục Quyên,
Nhã Cầm à, đi mua đồ hả? Cô lại mua nhiều đồ thế này à? Lại làm món ngon gì cho Nhất Sơn thế? Toàn là những món anh ấy thích, có cả cá với thịt luôn này. Cô có hẹn với người khác à? Phiền thật đấy. Ngày nào tôi cũng có hẹn hết, mệt quá đi. Ai bảo tôi là vợ của giám đốc chứ? Đúng đó, tôi nói cho cô nghe, ông chồng nhà tôi, lão Kim, rất thích tôi đi giao thiệp với người khác. Tôi cũng đâu muốn đi, cô xem cô kìa. Cô quá hạnh phúc luôn, đâu giống tôi. Sau khi tan làm, tôi còn phải gấp rút chạy về nhà, nấu cơm cho chồng con ăn. Thục Quyên, cô đừng nói tôi nữa, sau này cô cũng đi xã giao giống tôi thôi. Tôi nói cho cô biết, sau này chiếc xe này sẽ là của Nhất Sơn nhà cô đấy, cô đừng giỡn nữa. Sao thế? Nhất Sơn không nói với cô sao? Anh ấy sắp lên chức phó giám đốc đấy. Đã quyết định rồi sao? Chuyện này có thể giả được sao? Cô nhìn kìa, anh ấy không nói gì với tôi cả. Thục Quyên, tôi nói cho cô biết, Nhất Sơn nhà cô rất giỏi. Anh ấy mới nhậm chức có mấy ngày đã liền thay đổi nhân sự trong công ty. Bây giờ tôi là thư ký của người ta rồi đó. Thật hả? Văn phòng chúng tôi còn có một sinh viên đại học, vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi nữa đó. Thục Quyên, Thục Quyên ơi, cô sao thế? Để tôi nói cho cô nghe, sau này cô nhất định phải ủng hộ công việc của Nhất Sơn nhà cô đấy. Tôi thấy Nhất Sơn nhà cô tiền đồ rộng mở lắm, cô hiểu chưa? Đều nhờ có cô và lão Kim đã giúp anh ấy mà. Đều là bạn học cũ cả, đây là điều đương nhiên rồi. Được rồi, tôi phải đi đây. Cô vào trong ngồi tí đi. Không cần đâu, vậy nhé, tạm biệt cô. Tạm biệt. Cô vào nhà đi. Mẹ. Mẹ ơi, con đói rồi phải không? Sao mẹ vẫn chưa nấu xong vậy? Nào, con ngồi đây đi. Ngày nào mẹ cũng vậy hết, con đói mà cũng không cho ăn. Đáng ghét. Nè con làm bài tập trước đi. Lại làm bài tập. Ngày nào cũng làm bài tập, làm không ngừng nghỉ. Thằng này càng ngày càng hỗn rồi đó. Lần nào cũng phải đợi ba về. Ba không về thì con không được ăn cơm. Đáng ghét. Anh làm em giật cả mình. Em nấu canh gì thế? Canh cá đấy. Anh đói rồi phải không? Nào, anh ngồi nghỉ chút đi. Tiểu Cường, ba con về rồi kìa. Anh qua bên kia ngồi đi. Tiểu Cường ơi, ăn cơm thôi. Dạ. Tiểu Cường, con ra liền. Hai ba con ngồi trước đi. Vâng, vẫn còn canh cá nữa. Ba ơi, ba về rồi à? Con làm bài tập à? Hôm nay em nấu canh cá giúp cho hai ba con. Chúng ta mau ăn cơm. Ăn xong thì em có chuyện muốn hỏi anh. Nào, đưa chén cho em đi. Em nghe nói bây giờ anh là phó giám đốc rồi. Cái gì? Anh còn tưởng có chuyện gì chứ? Hai ba con dậy rồi à? Nè, hai người đánh răng đi.
anh cầm lấy. Nè con trai, đeo xong chưa? Nè, rửa đây. Rửa có nóng không? Được rồi, bọn anh đi đây. Đi thôi con. Hai ba con cẩn thận đấy. Tạm biệt mẹ. Trong mắt tôi, Nhất Sơn nhà tôi là người ưu tú nhất. Vì anh ấy, cho dù có phải vất vả bao nhiêu, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Tôi thực sự nghĩ rằng cả đời này tôi sống vì anh ấy. Vào đi. Chủ nhiệm Lưu, anh đang đọc báo à? Giám đốc Bạch đâu? Cậu ấy đang tắm. Chúng ta đã bàn việc mấy ngày rồi, ngày nào cũng bàn việc đến mức choáng váng, ngay cả thời gian tắm cũng không có. Hôm nay thương lượng xong hết rồi, nên cậu ấy thư giãn một chút. Đúng rồi, chủ nhiệm Lưu, vừa rồi tôi gọi điện hỏi, tối hôm nay sẽ có buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng ở Mỹ. Thế nào, anh muốn đi xem không? Vậy phải xem giám đốc Bạch có muốn đi không. Em đến rồi. Cô cẩn thận đấy. Nhã Cầm, cô ăn đi. Con ăn từ từ thôi. Nhã Cầm, cô xem cái tướng ăn của nó có giống Bạch Nhất Sơn không? Con không ăn nữa. Tiểu Cường ơi, cô xem con tôi kìa, không biết phép tắc gì hết. Không sao, tôi cũng bó tay với nó luôn. Bây giờ cô làm ở chỗ của Nhất Sơn, có vui không? Chả ra sao hết, không vui. Sao vậy? Không giấu gì cô, gần đây tôi đang làm ầm ĩ để lão Kim nhà tôi chuyển việc khác cho tôi. Tôi cũng không muốn nhìn sắc mặt người khác. Tôi cũng không muốn nổi giận. Nhất Sơn làm cô mất mặt à? Nói thế nào nhỉ? Thục Quyên ơi, tôi đã đi làm hơn một tháng rồi phải không? Nhưng trong công ty tôi lại không gặp được Nhất Sơn nhà cô. Công ty chúng tôi có một ông già, chính là chủ nhiệm văn phòng, lão Lưu. Ông ta là người hay nịnh nọt. Gần đây ông ta lại sắp xếp một thư ký đi theo Nhất Sơn nhà cô. Thư ký sao? Chính là người tôi đã nói với cô hai ngày trước, cô sinh viên mới tới văn phòng chúng tôi. Nhất Sơn nói là cô ta làm trợ lý của cô mà. Cái gì? Cô nghe lời anh ấy nói à? Người ta là sinh viên đại học, chúng ta cùng lắm chỉ là học viên trường nghề thôi. Cô ta mà làm trợ lý của tôi sao? Sao mà tin lời anh ấy được? Thục Quyên, tôi thấy cô gái này có thể đến văn phòng chúng tôi làm, thì lai lịch cô ta cũng không vừa đâu. Dù sao đi nữa, tôi cũng ghét cô ta. Tôi cũng không biết tại sao tôi ghét cô ta, nhưng bộ dạng của cô ta, điệu đà chảy nước, suốt ngày bám theo Nhất Sơn nhà cô. Những cô gái trẻ bây giờ, ai biết họ đang nghĩ gì chứ, đúng không? Thời gian lâu dần, không biết công ty sẽ ra sao đây. Thục Quyên, cô biết không, lần này đến Bắc Kinh, Nhất Sơn đã dẫn theo cô ta đấy. Nhất Sơn đến Bắc Kinh cùng cô ta ư? Cô không biết sao? Hèn chi, anh ấy đến Bắc Kinh rồi nhưng vẫn không gọi điện thoại về nhà. Tiểu Cường, Tiểu Cường ơi, dạ, con lấy giùm mẹ cái điện thoại. Nè mẹ, alo, cho hỏi, đây có phải khách sạn Hòa Bình Bắc Kinh không? Xin đối máy phòng 1804 giúp tôi. Để tôi nghe cho. Alo, cho hỏi, ai vậy?
Tôi tìm giám đốc Bạch à. Giám đốc Bạch đang tắm ạ. Cô là ai? Tôi là ai? Vậy còn cô là ai? Tôi là ai? Tôi đang hỏi cô mà. Giám đốc Bạch đang tắm. Vậy cô làm gì trong phòng anh ấy vậy? Rốt cuộc cô là ai? Cái con này. Cục Quyên, sao thế? Có chuyện gì à? Cô nói xem. Nhất Sơn nhà tôi đang tắm. Cô gái đó trong phòng anh ấy làm gì? Cô gái, cô nói xem, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chắc chắn là con Quách Lệ đó. Một người phụ nữ gọi đến. Cô ta hỏi tôi giám đốc Bạch đang làm gì? Tôi nói giám đốc Bạch đang tắm. Cô ta lập tức nổi giận. Cô ta hỏi tôi là ai? Tôi hỏi lại cô ta. Cô ta cúp máy ngay luôn. Người này thật là toi rồi, Tiểu Quách à. Cô gây rắc rối rồi. Rắc rối ư? Rắc rối gì chứ? Vừa rồi có lẽ là vợ của giám đốc Bạch gọi đến đấy. Cô đấy, không nên nghe cuộc gọi này. Tôi phải đi Bắc Kinh một chuyến. Thục Quyên, cô đừng đi. Cô nhìn đi, mặt cô trắng bệch rồi kìa. Thục Quyên, cô phải nghĩ thông một chút chứ. Thật ra cũng không có gì đâu. Một người là thư ký, một người là giám đốc, người ta là quan hệ đồng nghiệp mà. Đi tắm sau khi làm việc thoải mái thật. Đúng đó, giám đốc Bạch. Hôm nay chúng ta đi nghe nhạc giao hưởng đi. Nhạc giao hưởng gì vậy? Chính là buổi diễn tấu của dàn nhạc giao hưởng ở Mỹ. Được rồi, cô đừng nói nhạc giao hưởng của cô nữa. Giám đốc Bạch, chúng ta gặp chút rắc rối. Rắc rối gì? Vợ cậu vừa gọi điện đến. Là Tiểu Quách nghe máy. Tiểu Quách vừa nói một câu. Cậu đang tắm. Vợ cậu cúp máy ngay lập tức. Theo tôi thấy, vợ cậu lại nghi ngờ cậu nữa rồi. Tiểu Quách, cô về phòng trước đi. Vậy chúng ta không đi nghe nhạc hả? Cơ hội này hiếm lắm đó. Cô về phòng đi. Chuyện đó nói sau. Cô về đi. Không ai nghe máy. Em ấy đi đâu thế? Alo, ai vậy? Nhất Sơn phải không? Tôi là Nhã Cầm. Để tôi nói cho anh nghe. Bây giờ chúng tôi đang trên đường đến sân bay. Nhã Cầm à, hai người đến Bắc Kinh hả? Đương nhiên rồi. Vớ vẩn. Hai người không được đến đây. Không được đến đây. Nhất Sơn này, bây giờ anh là giám đốc rồi. Anh phải lý trí một chút chứ. Nhã Cầm, cô đưa điện thoại cho Thục Quyên trước đi. Tôi sẽ nói chuyện với em ấy. Cái gì? Thục Quyên. Thục Quyên đang khóc đây này. Được rồi, đủ rồi. Tôi cúp máy đây. Đến Bắc Kinh rồi hãy nói. Tôi cúp máy đây. Đừng cúp, cô đừng cúp máy. Trời ơi, Nhã Cầm ơi. Cô. Trời ơi, Lão Lưu ơi. Đến rồi. Họ đến rồi. Ai đến rồi? Hai người phụ nữ kia lên máy bay rồi. Họ đến Bắc Kinh để kiếm chuyện rồi. Cái gì? Vô duyên vô cớ. Đây không phải vô duyên vô cớ sao? Giám đốc Bạch, cậu đừng vội. Chuyện này để tôi giải quyết giùm cậu. Thật ra cũng không có gì. Tôi cũng ở đó mà. Nếu tôi không ở đó, mới không thể nói rõ được. Đây chỉ là hiểu lầm thôi mà. Vợ cậu đến đây. Cậu để tôi giải quyết đi. Khi họ đến, cậu không được nổi nóng đấy.
Đến liền, tôi đến liền. Hai vị đến rồi à? Bạch Nhất Sơn đâu? Giám đốc Bạch đang đợi hai cô trong phòng đấy. Xin mời, mời hai cô ngồi. Bạch Nhất Sơn, ý anh là sao? Ý anh là sao hả? Em hỏi lão Lưu đi. Anh phải giải thích rõ ràng cho em. Nào, mời ngồi, mời mọi người ngồi. Em hỏi lão Lưu đi. Em đang làm loạn gì thế hả? Đây là Bắc Kinh, không phải nhà của chúng ta. Em còn đến Bắc Kinh tìm anh nữa hả? Em không đến mà được sao? Anh đi tắm, nhưng lại có một cô gái trong phòng anh. Anh giải thích cho em. Em, giám đốc Bạch, cậu đừng nổi nóng. Tôi gọi cô là em dâu nhé. Chuyện là thế này, mọi người đừng nói gì cả. Chỉ cần cô nói vài câu, chuyện này sẽ rõ ràng thôi. Giám đốc Bạch, xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta. Tiểu Quách, vị này chính là vợ của giám đốc Bạch. Bạch phu nhân, chào chị. Tôi thường nghe giám đốc Bạch nhắc đến chị. Anh ấy nói chị chăm sóc anh ấy rất tốt. Vậy hả? Giám đốc Bạch của các người thường nhắc đến tôi trước mặt cô à? Anh ấy nói tôi già rồi, phải không? Anh ấy còn nói xấu tôi cái gì nữa không? Tiểu Bách, cô về phòng trước đi. Cô mau về đi. Tôi nói vài câu thì mọi chuyện sẽ rõ thôi. Thục Huyên à, tối hôm qua cô gọi điện đến, Tiểu Quách nghe máy, tôi cũng có mặt. Tối qua tôi ngồi ở đây nè. Giám đốc Bạch đang tắm, điện thoại đổ chung, Tiểu Quách nghe máy, chỉ là trùng hợp thôi. Em nhìn kìa, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm. Em đã rõ rồi chứ? Tối qua anh cũng ở đây à? Cô xem kìa, tôi ở chung phòng với giám đốc Bạch mà. Tôi không ở đây thì ở đâu? Lão Lưu ơi, theo như anh nói, nếu không có anh thì chuyện này không thể giải thích rõ được. Thư ký Trần, tôi nói cô này Thục Quyên, tôi nói cô đừng đến mà cô cứ đòi đến. Tôi muốn cản cũng không được. Cô nghĩ cô bay đến Bắc Kinh sẽ nắm được nhược điểm của người ta sao? Hai người vô lý vừa thôi. Tôi nói cho hai người biết, chi phí đến Bắc Kinh của hai người tự mà trả đi. Công ty sẽ không trả một đồng xu nào đâu. Hai người đúng là vớ vẩn, làm càng hết sức. Giám đốc Bạch, cậu đừng tức giận. Nếu họ cũng đã đến đây rồi thì cứ ở lại Bắc Kinh chơi vài ngày đi. Để tôi kêu xe cho, đi Vạn Lý Trường Thành, hoặc đi chơi ở công viên thế giới. Chơi cái gì mà chơi? Cho họ về nhà hết. Cứ làm theo tôi nói đi, Bạch Nhất Sơn. Anh hét cái gì chứ? Anh thấy mình đúng phải không? Em nói cho anh biết, em đâu tính nhờ anh trả tiền. Tiền là gì chứ? Chỉ cần anh nói rõ ràng, khi anh đang tắm, một cô gái đến phòng anh làm gì? Lão Lưu, anh mau gọi Quách Lệ qua đây, để cô ta giải thích. Khi anh cởi đồ, cô ta đang ở đâu? Anh, một nữ thư ký chả có chừng mực như thế, còn ra hệ thống gì nữa? Khi anh cởi đồ, Tiểu Quách còn chưa đến. Đúng đó, trong lúc anh đang tắm, cô ta đang nghe điện thoại ở ngoài đây. Lão Lưu cũng ở đây mà. Em còn muốn gì nữa hả? Em vẫn chưa thôi à? Anh phải nói rõ ràng chứ. Em quậy chưa đủ hả? Giám đốc Bạch, cậu đừng nổi nóng. Thật là, Thục Quyên à, hai người đừng nổi nóng nữa. Người trong buổi hội nghị vẫn chưa đi đấy. Chuyện này mà đồn ra ngoài dễ ảnh hưởng đến công ty lắm. Một cô gái trong phòng, còn anh ta thì đi tắm. Chúng ta về phòng nào? Không được, anh ta phải giải thích cho tôi. Thục Quyên à, đi thôi. Anh ta phải giải thích cho tôi. Qua bên kia nói tiếp được không? Nào, vào phòng ngồi đi. Cô bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi. Thục Quyên à, cô nghe tôi nói đi. Lần này cô hiểu lầm giám đốc Bạch rồi. Con người giám đốc Bạch tôi hiểu rõ nhất. Cậu ấy từng là cấp dưới của tôi. Chuyện này cô biết mà. Bây giờ cậu ấy được thăng chức, tôi cũng không đố kỵ. Tại sao chồng cô còn trẻ như thế,
lại có năng lực, tốt nghiệp đại học danh tiếng. Cậu ấy làm việc chăm chỉ lắm đấy. Cậu ấy là một người cùng công việc. Đối với cậu ấy mà nói, công việc là ưu tiên hàng đầu. Còn mấy thứ khác, cậu ấy không bao giờ để tâm đâu. Điều này, cô phải biết rõ hơn tôi chứ. Thục Quyên à, lần này cô thật sự đã đổ oan cho giám đốc Bạch rồi. Nhã Cầm, chúng ta có quan hệ gì? Người khác không biết, chẳng lẽ cô cũng không biết sao? Bạn học cũ là tri kỷ. Thục Quyên đến Bắc Kinh làm phiền tôi. Sao cô không ngăn cản chứ? Cô còn đi theo em ấy nữa. Cô đang làm gì vậy? Tôi không đến mà được hả? Nhất Sơn, tối qua sau khi Thục Quyên gọi điện cho anh, tức đến đỏ mặt luôn. Cô ấy cả đêm không ngủ, anh có biết không? Anh tưởng tôi thích đến Bắc Kinh lắm sao? Lúc trước khi tôi còn ở tỉnh, mỗi năm tôi đến Bắc Kinh ít nhất 7-8 lần. Nếu vì công việc, tôi có thể không đến. Nhưng đây là chuyện của bạn bè, tôi phải đến đây giúp cô ấy chứ. Nhất Sơn, nếu Thục Quyên xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Bạch Nhất Sơn, anh ta dựa vào cái gì mà la làng với tôi? Tôi đâu có kêu anh ta trả tiền cho tôi đâu. Tiền tôi có, ngủ 2 đêm khách sạn, ngồi 2 chuyến máy bay, tôi vẫn trả nổi. Đây đều là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi. Vừa rồi anh nói thanh toán chi phí gì đó, tôi có yêu cầu anh thanh toán hả? Nhất Sơn, chúng ta cá cược đi. Tôi không cần anh, cũng không cần lão Kim nhà tôi. Chỉ cần tôi gọi điện thoại, sẽ có người chạy đến đây thanh toán hết các chi phí, như vé máy bay hay là tiền khách sạn lần này. Anh có tin không? Tôi tin. Tôi tin được chưa? Tôi nói này Nhã Cầm, cô đừng nói thế. Ý tôi là, anh đừng có lảm nhảm nữa. Tất nhiên rồi, anh dẫn theo một cô thư ký vừa trẻ vừa xinh đẹp, thú vị lắm, đúng không? Sành điệu lắm, đúng không? Đâu giống như tôi và Thục Quyên, đều đã hơn 40 rồi, da đã nhăn nheo hết rồi. Chủ nhiệm Lưu, giờ tôi già rồi, nhưng tôi cũng có thanh xuân chứ. Tôi tặng thanh xuân của tôi cho Bạch Nhất Sơn hết rồi. Bây giờ anh ta lại dẫn theo một cô thư ký xinh đẹp trẻ trung. Khi anh ta tắm trong phòng, cô ta lại ở trong phòng anh ta. Ông nói xem, tôi không nên nghĩ lung tung sao? Giám đốc Bạch, có phải tôi nên đi với cậu không? Không cần đâu, anh đã làm việc hơn 1 tuần ở Bắc Kinh rồi. Anh về nghỉ ngơi đi. Anh nhìn vợ tôi kìa, gây ra một mớ hỗn độn ở Bắc Kinh. Giám đốc Bạch, tôi thấy tôi nên đi với cậu một chuyến. Cậu nói rõ và giải thích với vợ cậu đi, chứ vợ của chủ tịch lại thêm dầu vào lửa đó. Cậu phải nói điều này cho vợ cậu đấy. Bà vợ chủ tịch đó cứ móc nghĩa suốt. Tôi biết câu chuyện đang đi về hướng nào. Chủ nhiệm Lưu, có gì nói đó. Anh đừng kiếm chuyện nữa. Tôi, Nhã Cầm và vợ tôi là bạn học cũ, là tri kỷ. Chúng tôi chỉ là đánh lộn cãi nhau thôi, không có chuyện gì đâu. Anh đấy, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Anh nhớ đấy, sau này anh giữ khoảng cách với Nhã Cầm đi. Anh về nghỉ ngơi đi. Được thôi. Giám đốc Bạch, vợ cậu là như vậy đó. Cậu đấy, đừng nổi nóng với cô ấy nữa. Cậu phải tìm cách giải thích với cô ấy. Tôi hiểu rồi, anh về đi. Tôi đi đây. À,
Nếu tôi có gì, tôi sẽ gọi cho anh. Anh về rồi à? Anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi. Nhất Sơn, anh nên đuổi cô Quách Lệ đi. Vậy anh điều cô ta đi chỗ khác đi. Bây giờ anh có quyền này mà. Em thấy anh chưa đủ phiền sao? Kết quả thế nào? Anh nói cho em nghe, chi phí đến Bắc Kinh của em và Nhã Cầm là tiền của anh đó. Em còn muốn kiếm chuyện nữa? Em kiếm chuyện? Em muốn hỏi anh, anh không đưa Nhã Cầm đến Bắc Kinh mà lại đưa cô gái đó theo là ý gì hả? Lão Lưu của văn phòng anh vốn là người hay nịnh nọt mà. Anh ta muốn lấy lòng anh mới đẩy cô gái đó đến bên anh. Anh tưởng em không biết sao? Nhã Cầm này lại nói gì với em vậy? Anh nói này Thục Quyên, anh đi Bắc Kinh hoàn toàn là vì công việc. Nhã Cầm là cô ấy không chịu đi. Lão Lưu, anh ấy chỉ muốn giúp anh thôi mà. Em còn nghi ngờ người ta. Làm người phải có một chút lương tâm chứ. Em không muốn cãi với anh nữa. Em chỉ muốn anh đuổi Quách Lệ đi thôi. Bây giờ anh có quyền này mà. Em đâu có cố tình gây sự với anh. Thục Quyên, em đừng làm loạn nữa. Em vừa làm ầm ĩ là anh liền căng thẳng. Em nhìn kìa, chức vụ phó giám đốc của anh vừa mới nhậm chức được vài ngày thôi. Anh nhìn lại mặt mình đi, nhìn là biết đang giấu giếm gì rồi. Anh có đuổi cô ta không? Thục Quyên à, em nghe theo anh được không? Em nhìn xem, chúng ta là vợ chồng hoạn nạn có nhau. Chuyện này em biết rõ mà. Nếu em tiếp tục làm ầm như vậy nữa, em sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của anh đấy. Em lý trí một chút được không? Sao em không lý trí chứ? Em đã ghim Quách Lệ rồi. Mười năm trước em cũng ghim Lý Tiểu Hồng. Kết quả thế nào? Em đã đổ oan người ta. Em còn làm anh mất vị trí trưởng phòng. Hai năm trước em lại để mắt đến Hoàng Tú Cầm. Em ầm ĩ hết cả lên. Kết quả thế nào? Em làm người ta ly hôn, còn rời khỏi thành phố này. Còn anh thì bị đình chỉ công việc. Kết quả thế nào? Không có gì hết. Trời ơi, Thục Quyên ơi, anh cầu xin em đấy. Anh sợ em rồi, được chưa? Em đừng kiếm chuyện nữa. Em kiếm chuyện là anh có tật xấu này mà. Bạch Nhất Sơn, em chỉ bảo anh điều cô ta đi chỗ khác thôi. Sao anh căng thẳng thế? Anh còn không chịu nhận nữa. Cái gì đây? Hôm nay anh phải giải thích hết cho em. Đây là tấm hình anh chụp ở Thái Lan. Người này là nam. Anh ta là người chuyển giới. Anh tốn 10 tệ để chụp hình với người ta đấy. Kinh tởm. Anh kinh tởm thật. Kinh tởm gì kinh tởm? Hèn gì anh tìm tấm hình này khắp nơi mà lại không thấy đâu. Tất cả đều là sự thật. Anh không làm sai gì hết. Đúng vậy.
Chuyện này em đã điều tra mấy tháng rồi, em tin anh. Nhưng Quách Lệ không phải là người chuyển giới mà. Cô ta là một cô gái xinh đẹp trẻ trung. Giờ anh chê em già rồi. Em là một bà già xấu xí. Vớ vẩn thật. Em vớ vẩn sao? Mỗi ngày em đều cống hiến hết mình cho gia đình nhà họ Bạch này. Em chịu cực chịu khổ như thế, nhưng lại chỉ nhận được hai chữ vớ vẩn. Cãi gì chứ? Hai người suốt ngày cãi nhau. Hai người đều vớ vẩn. Vớ vẩn. Con trai lớn rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Anh phải đuổi Quách Lệ đi. Anh có quyền này mà. Anh không có quyền đuổi cô ta đi. Anh và cô ta là quan hệ đồng nghiệp. Được rồi, Bạch Nhất Sơn, anh nghe đây. Em sẽ ép con Quách Lệ đó nhảy lầu cho mà coi. Vậy được thôi, em làm đi. Em cứ làm đi. Nhất Sơn, Nhất Sơn ơi, con trai ơi, con mau gọi ba về giùm mẹ đi. Con không đi đâu. Người lớn các người thường nói, việc của mình thì tự mình giải quyết, con không xen vào đâu. Thục Quyên ơi, Thục Quyên à, tôi biết cô sẽ ở đây mà. Cô biết tôi đang cầm gì không? Là giấy báo nhập học đó. Cô xem, thật hả? Đây là của cô. Có của Nhất Sơn không? Của cô nè. Anh cầm lấy, đây là của Nhất Sơn. Của tôi sao? Trời cao không phụ người có lòng mà. Đại học Giao thông Tây An. Tôi trúng tuyển rồi, còn tôi là trường y. Anh trúng tuyển rồi, còn em, cô, em đang làm gì thế? Em điên rồi à? Khó lắm mới đậu mà. Hai người thôi đi, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi và Nhất Sơn chỉ có thể chọn một cái thôi. Em. Nhất Sơn. Nhất Sơn ơi,
Nhất Sơn, em biết cảm giác bây giờ của anh không? Một sự sỉ nhục chưa từng có. Anh là đàn ông, một người đàn ông đích thực, nhưng lại để một người phụ nữ anh yêu thương hy sinh tương lai của mình. Anh không chịu được. Anh không đồng ý. Nhất Sơn ơi, anh đừng như vậy nữa. Em không cần nói gì hết. Người nên học đại học là em. Là em. Nhất Sơn, anh có thể đi làm. Anh có thể nuôi em. Anh sẽ đóng tiền cho em học đại học. Nhất Sơn, anh đang nói gì thế? Anh nghe em nói, anh cũng biết mà. Anh giỏi hơn em, thông minh hơn em. Người nên học đại học là anh mới đúng. Không được, vì anh, em có thể hy sinh tất cả. Em yêu anh. Em rất yêu anh. Nhất Sơn, Thục Quyên, tấm lòng của em, cả đời này anh cũng không bao giờ quên. Anh không bao giờ quên đâu. Nhất Sơn, Nhất Sơn ơi, chúng ta về nhà thôi. Nếu không sẽ bị cảm đấy. Nếu em muốn phá tương lai của anh, muốn gia đình này tan vỡ, em cứ làm ầm ĩ tiếp đi. Anh chột dạ như vậy, căng thẳng như thế, nói rõ trong lòng anh có gì đó. Em đừng ép anh nữa. Nếu em ép anh nữa, anh cái gì cũng có thể làm được. Giám đốc cái quái gì chứ, anh không thèm. Anh ly hôn với em. Nhất Sơn, anh đừng nổi nóng nữa. Anh biết không, em yêu anh bằng cả sinh mệnh. Ly hôn sao? Anh từ bỏ suy nghĩ này đi. Em không bao giờ ly hôn với anh đâu. Em gả cho anh bao nhiêu năm nay đều là em nấu cơm cho anh, giặt quần áo, rửa chén dọn nhà, rửa chân cho anh. Giờ anh còn không biết nấu mì gói nữa. Ngay cả khi em sinh Tiểu Cường, anh cũng không ở bên cạnh em. Những năm qua, em vì anh, vì con trai, vì cái gia đình này, em đã cống hiến hết mình. Em xứng đáng với anh mà. Thục Quyên, em đừng kiếm chuyện nữa. Chức vụ phó giám đốc này, anh mới nhậm chức thôi. Nếu em tiếp tục làm vậy, không phải em đang hại anh sao? Vậy anh đuổi Quách Lệ đi là được. Anh đuổi cô ta đi. Như vậy đâu có được. Bây giờ trong văn phòng đều là những thư ký già. Không có thư ký trẻ tuổi mà được sao? Anh để Nhã Cầm làm thư ký của anh là được. Em đừng nhắc đến cô ta nữa. Nhã Cầm, kiếm chuyện gây rối thì hay, làm việc thì không bao giờ thấy mặt, chỉ có xin nghỉ phép là giỏi. Ngay cả giám đốc Nghiêm cũng không quản được cô ta. Anh đừng vòng vo với em. Anh có đuổi cô ta không? Tại sao em lại muốn đuổi người ta chứ? Có vẻ như anh không muốn đuổi cô ta đi. Em nói cho anh biết, nếu anh không đuổi Quách Lệ, em sẽ không tha cho cô ta đâu. Em